Nay chúng ta học cái đề tài là niệm Phật như thế nào để được vãng sanh. Có người yêu cầu, nhất là mấy người lớn tuổi, họ không ngồi thiền được, họ không hiểu gì hết, từ lâu nay rồi quen là niệm Phật, mà đặc biệt là niệm Phật A Di Đà để vãng sanh về cực lạc. Nay đề tài chúng ta sẽ thảo luận là niệm Phật như thế nào để được vãng sanh và cực lạc cho đúng pháp. Ba vấn đề ngày hôm nay chúng ta sẽ phải làm việc. Thứ nhất, niệm Phật là niệm như thế nào? Thứ nhì là vãng sanh. Tại sao không vãng chết mà vãng sanh? Vãng là đi đó, vãng lai á, đi đến. Thế thì sanh về cõi đó, chứ không phải chết về cõi đó đâu. Đấy, quý vị phải hiểu đó rồi. Thứ ba là cực lạc cõi. Nói về cực lạc như thế nào có ai thấy không? Giờ sư hỏi quý vị nha. Thử 2 phút đi. Chúng ta trao đổi nhau một chút xíu. Có quý vị nào biết là khi quý vị mới sanh ra đó, mới đẻ, thì quý vị khóc hay cười? Có ai biết không? Có ai khóc, có ai cười không? Vị nào biết giơ tay thử nói một người coi. Khi quý vị mới sanh ra thì lúc bấy giờ quý vị khóc hay cười? Có vị nào cho một ý kiến rồi? Ai biết không? Ai có thể giúp cho sư một câu không? Là khi quý vị mới sanh ra, mới lọt lòng mẹ ra, thì cái lúc đầu tiên đó là quý vị khóc hay cười? Quý vị cho một ý kiến đi, phải cầm mic lên nói đi. Phạm Ngọc Trạng thì nói khóc, Phương Nguyễn thì không biết khóc hay cười, toàn nghe truyền miệng là khóc. Cô Nhung thì nó không biết gì hết. Lạ thiệt đó, chuyện của quý vị mà quý vị không biết à? Lúc mới sinh ra khóc hay cười, có ai biết không? Không biết được hả? Mình sanh ra mà mình không biết mình khóc hay cười. Đấy, quý vị thấy không? Có người thì nó khóc. Khóc thì nghe người ta nói chứ gì. Sư chứng CD, sư cũng đi mấy cái bệnh viện á. Sư thấy có nhiều người họ sanh con nít ra, mới sanh ra cái nó cười toe toét à. Nào thì thưa chư vị, có một cái vấn đề thôi, đơn giản là khi chúng ta sanh ra, chúng ta không biết ta là khóc hay cười. Thế thì bây giờ bảo rằng là cõi cực lạc là cái cõi nào mà mình không biết? Mình đây nè, sanh ra đàng hoàng nè, lúc cha mẹ sanh ra mà mình không biết nữa, thì làm sao mà nói tới cõi cực lạc, tức là cái nơi hoàn toàn mình không biết. Mà Đức Phật nói đi mà không biết đi đâu á, tức là mù. Tu mà không biết tu cái gì là tu mù. Đơn giản vậy thôi. Thành thử ra chúng ta làm gì? Chúng ta phải biết. Đức Phật dạy phải hiểu, phải biết. Đạo Phật là đến thử nghiệm, nhận biết, chứ không phải là tin mù quáng. Ba vấn đề chúng ta sẽ phải nghiên cứu. Thứ nhất là niệm Phật. Niệm Phật là niệm cái gì, niệm như thế nào? Thứ nhì là vãng sanh. Thứ ba là cực lạc cõi. Thưa chư vị, cái nguyên nhân của nó như thế này. Chắc quý vị nghe nhiều cái chuyện về A Xà Thế rồi chứ gì. Tiếng Việt gọi là A Xà Thế, là dịch ra dự chữ Achatasattru. Dịch ra tiếng Việt tức là phiên âm á, chứ cũng dịch được tên người ta mà, A Xà Thế. Ông này là vua nước Magadha, ở phía bắc lục địa Ấn Độ. Và ông này ông giết cha để đoạt ngôi, giết cha là Bimbisara đó.
đoạt ngôi vua, rồi cùng toa rập với Devadatta, tức là Devadatta, định ám hại Đức Phật, nhưng không có thành. Nhưng ông ngược lại, sau khi được cảm hóa, thì ông lại là người theo phò Đức Phật, phụng sự Pháp, và trở thành một cái người Phật tử trung thành. Đấy. Từ người ác mà thành ra cái người trung thành. Đạo Phật nó chuyển hóa tâm người ta như vậy đó. Thế thì nguyên nhân là do nơi cái ông này. Ông giết cha ruột đó. Và ông có ba cái tên. Ajatasattru được dịch ra là sinh oán. Nguyên do như thế này theo kinh sách kể lại thôi. Chúng ta cứ theo kinh sách để biết. Vua Bambisara đó ở ngoài với cái bà này không có con, cho nên ông rất là mong có con. Mà ông được mấy nhà chiêm tinh đó, với lại cái ông một ông tiên tu tiên đó, đạo tiên ở trên núi đó. Ông nói 3 năm nữa thì ông mới đầu thai vào trong cái nhà vua để làm con nhà vua để nối ngôi. Nhưng mà ông nhà vua này đó, ông chờ không được. Ông nói 3 năm lâu quá. Ông mới ra lệnh cho quân lính đó, giết ông này đi, để cho ông này đầu thai sớm vào trong cái gia đình của ông, để ông có con trai. Và vì cái mối ân oán á, xúi người ta ra lệnh cho người ta đi giết, cho nên ông tiên này á có cái oán. Ông đầu thai vào làm con, và ông bị cái bệnh, cái đứa con đó, nó bị cái bệnh là nó phải mút máu của người cha nó thì nó mới hết bệnh. Và ông thương con, ông cứ phải cắt cái đi, cắt cái ngón tay ra có máu cho nó mút, cho mẹ, cho bà vợ ông mút, để cho đứa con nó hết đau và cho đứa con nó mút nó hết đau. Tức là đại khái có cái oán. Trước khi sinh ra đã phải nếm máu của cha, cho nên nó vì cái ân oán là ông đã giết cái ông đạo tu tiên. Đời nó ân oán nhiều kiếp lắm quý vị. Đấy, thì nguyên do nó là như vậy. Và sau khi ông giết cha rồi thì là còn mẹ. Còn mẹ. Ông bà mẹ đó, bà thấy ông chồng mình bị nhốt trong ngục mà bỏ đói, bà thương, bà mới lấy mật ong bà thoa lên người, với sữa thoa lên người, bột thoa lên người, để đi khi vào trong thăm ổng thì ổng mới liếm mấy cái mật ong nó để ổng sống, trên người của bà để ổng sống. Và khi biết được cái việc này, cái ông vua này, A Xà Thế này, ổng nhốt mẹ luôn, nhốt mẹ luôn. Bà này bà khổ quá, bà mới thưa với Phật, sao mà nhân sinh nó khổ tới mức như thế này, khổ không thể tưởng tượng được, thương con như vậy mà con nó ác quá mà khổ quá. Tức là nó đảo ngược như vậy. Thế thì mới dạy cho bà, và nó mới, đó là cái nguyên nhân của cái cõi cực lạc. Và sau này á, được ngài Tuệ Viễn Thiền Sư chế tác lại thành pháp môn Tịnh Độ. Tức là cũng từ ở trong cái kinh Nikaya, kinh Phật mà ra thôi. Và sau khi mà giết cha rồi, bỏ tù mẹ rồi, thì cái ông vua A Xà Thế đó, ông lại đẻ ra đứa con mà nó rất là ngỗ nghịch. Mà bây giờ đó là ông biết làm sao, người ta mới nhiều cận thần đó, là Chivaka mới xúi ông nói đi đến hỏi Đức Phật đi, thì Đức Phật mới chỉ cho. Thế thì ông mắc cỡ, ông nói làm sao đến được. Nhưng mà khi đến sám hối với Phật thì Phật khuyên như thế này: người đã chết không thể sống lại được. Quý vị nghe cho kỹ nha. Người đã chết sẽ không thể sống lại được.
Cho nên cái chuyện vãng sanh đó là phải suy nghĩ lại đó nha. Vãng sanh cực lạc á, thấy không? Người đã chết không thể sống lại được. Nếu đại vương cứ đau buồn thì cũng không ích lợi gì. Chi bằng hiện tại đại vương phát nguyện sám hối, dứt khoát không làm các điều ác, dứt khoát không làm các điều ác, mà siêng năng làm các điều lành, siêng năng làm các điều lành, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống dài lâu, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ mọi người trên tinh thần vô ngã, vị tha, lấy tình thương chuyển hóa hận thù, luôn từ bi, độ lượng, bao dung và tha thứ. Đấy, tức là nhà vua được Đức Phật khuyên là nên sám hối, nên làm các điều lành, nên tránh các điều ác. Và như vậy thì sẽ là tốt thôi, không có gì hết. Tại vì trong tăng đoàn của Đức Phật cũng có những vị như Ngài Angulimala giết 999 người, rồi biết bao nhiêu vị khác nữa, mà người ta tu người ta cũng chứng hết đó. Cho nên Đức Phật nói là phải sám hối. Bởi thế cho nên ở trong cái pháp môn tịnh độ hay là pháp môn bên Nam Tông cũng vậy, sám hối là đi đầu. Phải ăn năn cái lỗi của mình. Nhiều khi mình cứ tưởng là mình không có làm gì hết, tự nhiên nó xảy ra, không có đâu. Tiền kiếp mình làm rồi, lúc nào đó mình làm rồi, là cái nhân bây giờ nó sinh ra kết quả. Cho nên chúng ta khi có việc xảy ra thì chúng ta nhận biết liền, đây là kết quả. Thế thì là cái nhân do sự sai lầm vô minh của tôi từ đời nào đó rồi. Và từ đó chúng ta phải biết sám hối. Pháp sám hối là đi đầu. Tu tịnh độ mà không biết sám hối thì coi như chưa tu. Khẳng định rõ ràng Đức Phật nói rất là sám hối. Sám hối là phải đi đầu. Cho nên tu niệm Phật mà không có sám hối thì coi như nó không thành tựu. Cái nhân vật rất là quan trọng để có cái pháp môn này đó là Kosala Devi, mà tiếng Việt gọi là Videhi, bà mẫu hậu Videhi, tức là mẹ của Asa Thế, vợ của Bimbisara, vợ đầu tiên của Bimbisara. Và khi Asa Thế nhốt cha vào, giết cha, thì bà này cũng bị nhốt luôn, bỏ tù luôn, vì cái tội dám đem mật ong với lại sữa bột này kia thoa lên người để cho nuôi sống cái ông vua bị nhốt trong đấy. Đấy. Thế thì bà thấy cái ngang trái ở cuộc đời sao mà nó khổ quá vậy? Con mình đẻ ra thương nó như vậy, bố nó thương nó như vậy. Lấy cắt ngón tay để mà lấy máu để mà cho nó khỏi đau. Nó nếm được cái máu này nó mới hết đau. Vậy mà khi nó cho nó lên ngôi, nó được cầm quyền rồi, cho nó được làm vua rồi, là nó đem nó kêu quân lính hạ ngục ổng liền, nhốt bố mình liền, rồi là bỏ tù mẹ. Đấy, nó vậy đó. Mẹ thì nhốt, bố thì giết. Như vậy nó thấy cái cảnh ngang trái của thế gian rất là đau khổ. Bà không hiểu được cái nguyên do, nhưng mà đều có quan trái từ đời trước. Bà mới gặp Đức Phật. Đây, cái bà này này, đây, bà mới gặp Đức Phật, bà Videhi, gọi là bà Videhi. Bà mới xin Đức Phật, mới năn nỉ vì cái khổ ngang trái đó. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là vua Bimbisara đó, sau khi được Đức Phật giáo hóa, ông đó hiểu được và không có oán hận, biết cái nguyên do là chắc phải có cái gì đấy, cái thằng con này nó mới giết mình. Cho nên á, ông về ông báo mộng cho Đức, cho nhà vua Asa Thế là an lòng, đừng có buồn, tại vì ông đã chứng được Tư Đà Hoàn rồi mà. Tức là khi tu tập với Đức Phật, vua Bimbisara đó chứng được Tư Đà Hoàn. Và khi ngài chứng được Tư Đà Hoàn rồi thì đâu còn giận ai nữa. Cho nên biết nhân quả rồi, không có giận. Cho nên khi chết rồi vẫn báo mộng cho nhà vua Asa Thế là
ông đã được sanh thiên rồi. Đừng lo lắng, đừng buồn. Đấy. Tức là người tu á, nó phải vậy đó. Không có oán hận ai hết á. Bị ta giết cũng không oán hận. Ừ. Thế thì khi mà A Xà Thế tới nhà vua tới gặp Đức Phật mới nói rõ như thế này. Và điều này rất là quan trọng nha thưa chư vị. Người tu tịnh độ, người tu pháp môn niệm Phật phải biết điều này. Đức Phật dạy, này đại vương nên biết, trên đời có hai hạng người có thể đạt được hạnh phúc chân thật. Hạng người thứ nhất, từ nhỏ tới lớn chưa từng làm điều xấu ác, lại hay giúp người cứu vật. Hạng người thứ hai, đã từng gây tạo tội lỗi mà biết ăn năn hối cải, sám hối, chừa bỏ, không tái phạm. Cả hai đều có khả năng giác ngộ như nhau. Có nghĩa là hai loại người này đều có thể thành Phật. Tu học pháp môn tịnh độ là như vậy đó, pháp môn niệm Phật đó. Loại người thứ nhất, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm điều gì ác mà lại chuyên môn đi cứu người, giúp người, tức là phát triển tâm tư. Loại người thứ hai làm rất đủ mọi thứ tội nhưng mà biết ăn năn hối cải, sám hối, bỏ luôn, không tái phạm lại nữa. Và Đức Phật nói rõ, cả hai loại người này đều có khả năng giác ngộ như nhau. Có nghĩa là sao thưa chư vị? Có nghĩa là trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy có những người ác, chớ có coi thường họ. Tới một lúc nào đó nó sám hối, nó ăn năn, nó biết, nó bỏ hết, rồi nó tu đàng hoàng, thì nó cũng có khả năng thành Phật. Đấy. Còn khi chúng ta tu lơi khơi, ý mình là không có làm điều gì ác, không tu đến nơi đến chốn, thì cũng không ăn thua gì. Cho nên cẩn thận. Đây Đức Phật dạy đó, hai hạng người. Sư nghĩ là chúng ta ai cũng có phạm lỗi không ít thì nhiều. Cho nên á, cái loại người thứ nhì là chúng ta đấy. Bây giờ biết ăn năn hối cải, sám hối, chừa bỏ, không làm nữa, và làm các điều thiện, thì đều có khả năng giác ngộ, khả năng chứng đắc như nhau. Tức là như cái loại người mà chuyên môn làm thiện. Cho nên đối với những vị tu tập mà người ta có phạm lỗi gì đó, thì người ta biết chúng ta là người tu, chúng ta nhìn ra ngay đó là cái nghiệp của họ, chớ khởi tâm mà chê trách ai hết á. Vì á, mình chê trách là mình vướng, mình kẹt liền. Rất nhiều trường hợp vào thời Đức Phật đó, có những người đi nói xấu các vị tăng, rồi bị đọa, có khi bị đọa 500 kiếp nữa. Có ông sư già, ông thấy cái chú tăng trẻ tụng kinh hay quá, rồi ông khàn, ông nói không được. Cái chú tăng trẻ đó, tỳ kheo trẻ, lại nói với ông già này, ông tụng kinh gì mà như chó sủa, mà nhẹ đâu cái vị ông già đó, ông đã chứng quả thánh rồi. Ông mới cảnh báo cái ông già, ông trẻ, ông nói tôi thương chú lắm, nhưng mà chú nói vậy chú khổ, chú nên sám hối đi. Cái ông này quyết tâm sám hối đó, xin lỗi liền, sám hối liền, nhưng mà vẫn không kịp. Tại vì vị già đó đã chứng A-la-hán, và cuối cùng phải chịu cái hình phạt là 500 kiếp làm chó sủa. Đấy. Và tới cái kiếp cuối cùng á, làm con chó mà đi ăn vụng, bị ta chặt hết 4 chân, nằm lê lết. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy mới thị hiện lại đem cho ăn. Rồi khi nó ăn no rồi nó hoan hỷ, rồi ngài tụng cho nó bài kinh, nó nghe rồi nó chết. Và sau này nó sinh ra, nó làm đệ tử, nó làm thị giả cho ngài Xá Lợi Phất. Và mới có 7 tuổi mà nó chứng A-la-hán. Tại vì kiếp trước nó đã tu rồi, đã biết sám hối rồi. Nhưng mà 500 kiếp làm chó, vì chỉ có một câu nói là
ông tụng kinh giống như chó sủa. Đấy, có một câu đó thôi, 500 kiếp. Cho nên quý vị, cái khẩu nghiệp rất là quan trọng lắm, cố gắng thận trọng. À, tu pháp môn tịnh độ, giữ được cái khẩu à, mới là quan trọng. Ăn năn sám hối, chừa bỏ các tội lỗi. Đấy, Phật dạy đấy, hai hạng người đấy. Nào, đã có những cuộc tranh luận là cõi cực lạc không có, và Đức Phật A Di Đà cũng không có nữa, tạo ra rất nhiều hoài nghi. Vậy thì câu hỏi là ai nói ra cõi cực lạc đấy? Đấy, ở đây trong kinh, kinh này kinh của Nam Truyền, bà Vi Đề Hy đau khổ tột cùng khi vua Bimbisara bị bắt giam và bị giết và cho nhịn đói luôn, cho chết mòn. Bà thấy bà khổ quá, cho nên á, bà chính vì cái khổ đó, nên nhớ nè, chính vì cái khổ, khổ tận cùng, khổ không thể tưởng tượng được, cho nên á, bà mới đi kiếm Đức Phật. Bà hỏi có một cái chỗ nào mà nó không khổ như thế này không? Khi con người ta trải nghiệm cái khổ thì ta mới đi tìm cái chỗ nào không khổ. Còn cái con ta đang sung sướng thì chắc chắn nó không có thèm tìm cái chỗ đó đâu. Người có nhà, có cửa, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con cái, có tiền bạc, hú hí, nó không có khổ. Cho nên nó không quan tâm. Tới khi nào nó bệnh, nó không có tiền, rồi á, nó nằm lê lết ngoài đường, lúc bấy giờ nó mới biết khổ. Bà Vi Đề Hy cũng thế. Mặc dù là vợ vua Bimbisara, cần thần, quần thần nó vẫn còn chứ, nhưng mà bà thấy nó, cái thế giới gì mà con giết cha, rồi á, là bỏ đói, rồi á, là khổ sở, rồi á, tống đem mẹ nhốt vào trong tù, nó không còn đạo lý, mà nó khổ quá, nó không có tình thương nữa. Cho nên bà mới xin Phật, lại Đức Phật từ bi, ngài chỉ cho con ở trong cái vũ trụ này có cái cõi nào mà không khổ như thế này. À, Đức Phật thương tưởng vì bà này có cái tâm như vậy, cho nên ngài mới thuyết cõi cực lạc. Ngài nói đủ hết các cõi, mà riêng có một cái cõi này bà này thích, đó là cõi cực lạc. Tức là sao? Tức là thưa chư vị, duyên sự do bà Vi Đề Hy khẩn cầu vì quá đau khổ, Đức Phật đưa ra nhiều cõi cho thấy cõi này cõi kia đủ thứ, trong đó có một cái cõi gọi là cõi cực lạc. Chính Đức Phật Thích Ca thuyết, chứ không phải là ngụy tạo hay là kinh sách ngụy tạo. À, kinh này kinh của Nam Truyền, kinh Nikaya, chứ không phải kinh của Phát Triển đâu. Cho nên á, chúng ta phải có cái lòng tin, tin rõ ràng như vậy. Kinh chép á, Đức Phật Thích Ca thuyết cho bà Vi Đề Hy về cái nhiều cõi lắm, mà trong đó có một cõi bà này thích, đó là cõi Tây Phương Cực Lạc. Phật giúp cho bà bớt khổ bằng cách nói rằng cõi cực lạc do Phật A Di Đà làm chủ, với bảy báu trang nghiêm, toàn là các bậc thiện nhân cư trú. Nhờ vậy bà thấy được cái cảnh đấy, bà bớt khổ, cho nên bà mới nghe lời Phật. Tức là cái chuyện cõi cực lạc và Đức Phật A Di Đà là do Phật Thích Ca nói, ai biết chỗ nào, phải không? Đức Phật Thích Ca nói. Cho nên quý vị hiểu được như vậy, từ nay trở về sau, nếu có ai hỏi, không còn thắc mắc, không còn nghi ngờ nữa, không có tranh luận nữa. Kinh Nikaya nói rất rõ, phải không? Và nguyên do như vậy. Thế thì cõi cực lạc hay là cõi an lạc, tên nó giống nhau vậy thôi, tức là cõi đó vui, an vui, không có khổ não. Nó do cái chữ Sukhavati, Sukha là hạnh phúc, an vui, và tí là vô cùng hạnh phúc, cho nên gọi là cực lạc. Cực tức là lớn lắm, không? Lạc là vui. Và sau này ngài Tuệ Viễn Tiền Sư, khoảng 500-600 năm gì đó sau công nguyên,
mới nương theo cái này chế tác ra, nói rằng là có pháp môn tu gọi là pháp môn tịnh độ. Đấy. Và sanh về cõi Tây Phương và nơi Đức Phật A Di Đà nơi ấy, và sau này nhiều vị khác là cuối cùng thành lập ra gọi là Tịnh Độ, Tịnh Độ Tông. Thế Tịnh Độ là gì? Độ là quốc độ, tức là nơi chốn. Tịnh là thanh tịnh, nơi ấy thanh tịnh, nơi thanh tịnh này, nơi thanh tịnh. Ở trong các kinh như kinh A Di Đà, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ đều có nhắc tới Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ, cõi Cực Lạc ở Tây Phương. Đấy. Chúng ta phải hiểu là nguyên ủy nó như vậy, tức là ngài Huệ Viễn Thiền Sư nương theo kinh sách của Đức Phật hồi đó, khoảng đâu khoảng 600 năm 600-700 năm gì đó sau công nguyên, tại vì nó cũng không có chính xác đâu, có chỗ thì nói 500 mấy chục năm, có chỗ nói 600 mấy chục năm, chỗ nhưng mà thực sự ra sư tra cứu lại thì sư thấy nó khoảng đời thế kỷ thứ nhất, ngài An Thế Cao đã có nói rồi. Ngài An Thế Cao đã có nhắc tới cõi gọi là cõi Tây Phương, Cực Lạc. Cực Lạc là ở đó, đó vui lắm, không có sự khổ. Mà tại sao nói là Tây Phương thưa chư vị? Đấy. Tây Phương là ví dụ thôi, chứ còn bây giờ quý vị biết rồi, nếu mà bay ra khỏi trái đất á, thì chỗ nào Đông Tây, lúc nào cũng thấy mặt trời á, mà đâu có Đông Tây, phải không quý vị? Nhưng mà nói Tây Phương á, là ẩn dụ, ví dụ cho sự chết. Mà đông á, là sự sanh, tức là mặt trời nó mọc ở hướng đông, nó lặn ở phương tây, cho nên khi chết thì nó đi về phương tây, tức là mặt trời lặn á, con người ta chết là về phương tây, là ý như vậy. Đấy. Cho nên á, mình phải hiểu, từ đó nó đưa ra rất nhiều các bộ kinh soạn thảo. Đối với đa số quần chúng Phật tử thì người ta, nhất là Việt Nam, đều quan niệm rằng có một cái nơi tên là Tây Phương Tịnh Độ Cực Lạc, và có một ông Phật là ông Phật A Di Đà, rõ ràng như vậy. Cực Lạc nằm ở phương Tây, chỉ có phương Tây mới có Cực Lạc thôi. Đấy, tại vì người ta có cái khái niệm như vậy đó. Chúng ta không có tranh cãi cái chuyện này làm chi. Và ở trong dân gian đó, nhất là Phật tử Việt Nam đó, theo pháp môn Tịnh Độ nhiều lắm. Sư có thể nói là 60% đó, trong số những người Phật tử là theo pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà, thế thôi được vãng sanh. Và họ đều nghĩ rằng nhờ niệm Phật A Di Đà thì khi chết mình sẽ sanh về cõi Cực Lạc, mình sẽ chết về cõi Cực Lạc. Nhưng mà thực sự ra ở đây nói là cái gì? Phương Tây là nơi các pháp đều diệt. Này, phương Tây là nơi các pháp đều diệt, phương Đông là nơi các pháp đều sanh. Khi mặt trời lên là pháp sanh, mà phương Tây mặt trời xuống là các pháp diệt. Thế thì nếu quý vị tu thiền, nếu quý vị biết rồi, nếu một pháp mà không sanh, tức là các pháp đều diệt hết, không còn ở trong tâm của người hành giả, thì đó là Cực Lạc còn gì nữa, đó là Niết Bàn. Niết Bàn ở nơi ấy không một pháp sanh, không còn một cái pháp nào sanh nữa, tâm nó vắng lặng, không còn nhớ thương ghét buồn vui, không phải ngồi thiền rồi 5 phút cái nhớ nhà, ngồi thiền 5 phút cái nhớ cầu tiêu, 5 phút nhớ bữa ăn, không có, không nhớ cái gì đó, nó vắng lặng hoàn toàn, đi đứng nằm ngồi đều vắng lặng hết. Đấy, thì đó gọi là Tây Phương. Đấy, Tây Phương là ẩn dụ cho các pháp đã tịch diệt, không còn nữa. Tịnh độ là thanh tịnh, tức là nó không còn náo động nữa.
thì nó giống như Nirvana, tức là Niết Bàn. Niết Bàn là nơi đấy không có rung động, hoàn toàn thanh tịnh. Ý nghĩa nó giống nhau, đặt tên cho khác vậy thôi. Tức là thưa chư vị, rượu, rượu cũ, bình mới, bao bì mới, thế thôi đại khái. Nhưng mà đối với người Việt Nam á, đơn giản, họ cứ nghĩ là niệm Phật là A-di-đà-phật rồi á, là được vãng sanh. Điều đó là một điều lầm lẫn, tai hại. Phải hiểu rất rõ thế nào là Tây Phương, thế nào là Tịnh Độ. Nguyên nghĩa của tiếng Sanskrit á, Sukhavati, có nghĩa là nơi đó rất là an lạc. Nơi đó rất là an lạc. Và Phật A-di-đà đó, chữ A có nghĩa là không. Cho nên á, thường thường người ta đều nói vô lượng quang, vô lượng thọ. Sau này lại còn thêm cái vô lượng công đức nữa. Rồi ôi thôi nhiều lắm. Lúc sau này cả hàng bao nhiêu thứ đính kèm ở trong cái tên của Ngài. Vô lượng quang là gì? Quang đây là ánh sáng đó, thưa chư vị. Tức là ánh sáng vô lượng, ánh sáng nhiều không thể nổi, không thể nói nổi. Ánh sáng đó là cái gì? Có phải là ánh sáng bên ngoài này không? Thưa không. Ánh sáng ấy tượng trưng cho trí tuệ. Khi trí tuệ nó quá nhiều, tức là trí tuệ nó rõ ràng, biết rất rõ, không mù mờ, và trí tuệ không có lúc biết lúc không biết, lúc nào cũng biết hết. Trí tuệ này tuyệt vời chỗ đó, gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang, vô lượng thọ là gì? Vô lượng thọ là không có thời gian. Chứ người ta cứ dịch là sống hoài không chết. Thật sự sống hoài không chết đúng, tại vì nó không có thời gian mà. Có nghĩa là trí tuệ đó không có bị ngăn ngại bởi không gian và thời gian. Không phải lúc tôi biết, lúc tôi không biết, thì cái đó không phải là cực lạc. Lúc nào cũng biết, đó là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là có trí tuệ xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, không có dính mắc. Đấy, xuyên suốt thì gọi là A-di-đà. Trong các kinh điển của Hán có dùng một số âm như tu ma đề, tu ha ma đề, vân 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 vân, thì cái đó là dịch ra cho vui, cũng như là sư nói hồi nãy đó, rượu cũ bình mới, có thế thôi. Trong Phật điển, Phật học từ điển, thì đầu tiên nói là kinh A Di Đà do Kumala Thập, ngài Kumala Thập dịch năm khoảng 340 mấy cho tới 413, trong khoảng đó dịch. Ở cốt lõi của Tịnh Độ Tông hoặc là pháp môn niệm Phật, lúc đầu gọi là Tịnh Độ Tông, tức là các pháp môn đi tìm thành lập một quốc độ thanh tịnh ở ngay trong tâm. Nhưng mà sau này đó chế tác sao thành ra pháp môn niệm Phật. Ở trong cốt lõi của nó chỉ có ba bộ kinh: Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Ba bộ kinh. Vô Lượng Thọ kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh và kinh A Di Đà. An Dưỡng Quốc là Tịnh Độ thì có nhiều tên lắm. Tây Phương Tịnh Độ, An Dưỡng Quốc, An Lạc, Vô Lượng Thanh Tịnh Độ, Vô Lượng Quang Minh Độ, Vô Lượng Thọ Phật Độ, Liên Hoa Tạng Thế Giới, vân vân vân. Nhưng mà nói tự chung lại, nơi ấy hoàn toàn an vui, không có sự khổ nữa. Không có sự khổ nữa. Có nghĩa là phải thấy cái khổ rồi mới thấy cái không khổ. Cái bí mật của nó ở chỗ đấy. Nó gọi là cái gì? Quốc độ thanh tịnh, Pure Land, quốc độ thanh tịnh. Lạc bang, cõi quốc, đủ các thứ. Vì chỗ nào là Tây? Tây là ở nơi mất đi. Đông là ở nơi sinh ra. Mặt trời mọc hướng Đông và lặn ở hướng Tây. Cho nên phương Tây là cái nơi ẩn dụ. Nói ẩn dụ thôi, tức là nơi ấy các pháp đều tịch diệt, không còn sinh ra nữa. Nó sinh hướng Đông
mà nó đi về hướng Tây là nó phải tịch diệt. Cho nên tu pháp môn tịnh độ, trong tâm không thể để cho một cái ý tưởng nào xuất hiện, thanh tịnh hết. Đấy. Đức Phật bảo bà Vi Đề Hy như thế này: này Thái Phu Nhân, có biết chăng Phật A Di Đà cách đây chẳng xa, bà nên nhiếp niệm quán kỹ cõi nước ấy thì tịnh nghiệp được thành. Nay ta sẽ vì bà mà nói rộng các pháp quán, cùng khiến đời vị lai tất cả phàm phu, những người muốn tu tịnh nghiệp được thọ sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Này Vi Đề Hy, người muốn sang cõi cực lạc ấy nên tu ba phước. À, quý vị nào muốn tu về pháp môn tịnh độ, về cõi cực lạc, Đức Phật dạy nè. Đấy, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy muốn đi tới cõi cực lạc phải tu ba điều. Thứ nhất, hiếu kính cha mẹ, thờ bậc sư trưởng, có tâm nhân từ, chẳng giết hại và tu tập 10 nghiệp lành. Thứ nhì, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới cấm, chẳng phạm oai nghi. Thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả. Ba điều á, phải có, còn nếu không có, không thể nào vãng sanh được. Một, hiếu dưỡng cha mẹ, phải nuôi dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng đây không có nghĩa là cứ tối ngày ngồi kế bên rồi khóc. Phải đảm bảo thuốc men áo quần này kia cho cha mẹ thôi. À, đó là một là hiếu cha mẹ. Thứ nhì, một là hiếu kính cha mẹ, thờ, kính thờ sư trưởng, tâm nhân từ, không giết hại, phải phát triển tâm từ. Tức là tránh xa các điều ác, không giết chóc. Tu tập 10 nghiệp lành. 10 nghiệp lành này là cái gì đây thưa chư vị? Nơi thân, nơi khẩu, nơi ý đấy. Ý thì có 3, miệng thì có 4, mà thân thì có 3. 3 cộng với 3 cộng 4 là 10. Đấy. Thân, khẩu, ý đều được. Thiện lành. Đấy, tu tập 10 thiện lành. Ở ý nó gồm có tham, sân, si. Nghiệp lành là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Khẩu gồm có 4. Nói lời đâm thọc, nói lời ý ngữ, nói sai sự thật, nói phỉ báng. Thì bây giờ nói lời từ ái, nói lời tha thứ, nói lời đùm bọc, nói lời thương yêu. Thân thì có 3 nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bây giờ không sát sanh mà lại phóng sanh, thấy không, nó đi là nghiệp lành. Không những trộm cắp, không trộm cắp mà lại đem của đi cho, bố thí, cúng dường, đó là nghiệp lành đấy. Tà dâm, một vợ một chồng, đừng có thấy vợ người ta cũng thích thì thấy con gái khác cũng thích, đó là nghiệp lành đấy. Tu tập 10 nghiệp lành. Thứ nhì, thọ kỳ tam quy. Cái chuyện tam quy này sư giảng nhiều lần rồi, phải không quý vị? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đầy đủ các giới cấm, tức là luôn luôn nghiêm trì giữ giới. Các sư cô giữ 10 giới. Rồi các vị nào muốn có phước lấy 8 giới. Quý vị giữ được 8 giới mà 2 năm quý vị sẽ thấy nhiều điều lạ lắm. Rồi quý vị cư sĩ thì 5 giới. Giữ cho nghiêm. Chẳng phạm oai nghi, tức là lời nói đi đứng nằm ngồi, 4 cái pháp đi đứng nằm ngồi đều phải trang nghiêm. Đừng có vung tay vung chân chỉ trỏ, hoặc là chạy nhảy, không nên. Thứ ba, phát tâm bồ đề, tức là thương tưởng người khác, đừng có ích kỷ, tin sâu nhân quả, biết rất rõ các việc mình làm đều có nhân quả, việc tốt nó ra, việc tốt ra quả tốt. Và những cái việc gì nó xấu nó xảy đến với mình cũng biết đó là nhân quả, kiếp trước mình có làm rồi. Cái gì đấy, thấy không? Bây giờ nó xảy ra, không nên oán trách ai hết á. Không nên oán trách ai, tại vì cái đó là cái nghiệp của mình nhé, phải không? Đấy, như vậy gọi là ba cái phước phải tu. Muốn sang nước cực lạc, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy như thế đấy. Này Ni Đề Vi Đề Hy, người muốn sang nước cực lạc ấy nên tu ba phước.
Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Chúng ta phải hiểu như thế nào đây? Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Tiếp dẫn đây không có nghĩa là đợi chết rồi cái rước cái vong đi về. Chỉ đường thôi. Tiếp tức là nối. Dẫn tức là chỉ. Chỉ cho biết. Phương Tây là như vậy. Cho nên ở đây tiếp á, tức là nối. Dẫn là chỉ đường. Chỉ đường cho đi vậy thôi. Mà A Di Đà Phật là gì? Chút xíu nếu quý vị sẽ hiểu. Trong đây có chữ đại từ đại bi, tức là hoàn toàn từ bi, tới cực độ. Chúng ta muốn vào cái cõi cực lạc, chúng ta phải phát cái tâm đại từ đại bi. Ở đây á, sư chỉ trích ra một số thôi, có 13 cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ Phật, vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật, viêm vương quang Phật, thanh tịnh quang Phật, hoan hỷ quang Phật. Hoan hỷ quang Phật tức là lúc nào cũng là có trí tuệ hoan hỷ, là vui hết chứ không có buồn. Bất đoạn quang Phật, nan tư quang Phật, vô xưng quang Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật. Tức là nói chung ra, nói về trí tuệ không ạ? Tất cả 13 cái tên mà nếu nhìn cho kỹ đi thì sẽ thấy nó chỉ là trí tuệ. Trí tuệ không còn chấp thủ, không còn dính mắc, trí tuệ hoàn toàn từ bi, thì đó chính là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Trí tuệ đó ở đâu quý vị? Ở nơi quý vị đây, chứ không có phải ở ngoài đâu, không phải có một ông Phật nào bên ngoài đâu. Trong ba bộ kinh lớn của pháp môn Tịnh Độ, thứ nhất Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ Kinh, và thứ ba là Kinh A Di Đà. Chúng ta thử xem một chút xíu thôi nha, không có đủ thời giờ đâu thưa chư vị. Trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh thì ghi lại là Đức Thế Tôn bảo ngài Mục Kiền Liên cùng ngài A Nan đến để hộ trì cho nhà vua Bimbisara. Và Đức Thế Tôn thì đến giảng dạy cho bà Videhi về phương pháp tu để giải thoát ra khỏi cái cảnh khổ, tức là cảnh ta bà này. Cho bà này thấy nhiều cảnh giới, nhưng mà bà này chọn cái cảnh giới cực lạc tại vì nó vui. Và cảnh giới cực lạc gồm có 9 phẩm mà Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy, phép quán vô lượng thọ. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật giảng 16 phép quán tưởng. Quý vị nghe kỹ nha. Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy 16 phép quán tưởng để được vào 9 phẩm của Đức Phật A Di Đà là cõi cực lạc. Nhưng quán là gì? Quán chính là thiền á. Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy 16 phép quán tưởng. Và khi bà thực hiện 16 phép quán tưởng ấy, bà mới thấy được 9 phẩm của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Quán Vô Lượng Thọ chính là pháp thiền. Chính là pháp thiền. Kinh này cũng được gọi là Thập Lục Quán Kinh, tức là Kinh Quán 16 pháp. Thế thì thưa chư vị, 16 pháp là cái gì? 16 pháp là cái gì? Trong Kinh A Di Đà là cái phẩm trọng yếu mà người ta thường thường tụng. Đức Phật có dạy: Này ông Xá Lợi Phất, nước kia thường có các giống chim có màu sắc sặc sỡ đẹp lạ, như bịch chim, bịch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, chim ca, tăng lần già, chim cộng bệnh. Các loại chim này á, nếu có dịp sư sẽ phân tích, nó mỗi một con nó đều có một cái chức năng ở trong kinh hết. Đây là ẩn dụ thôi chứ không có chim thiệt đâu. Các loại chim ấy ngày đêm sáu thời hót ra những tiếng hòa nhã, trong những tiếng ấy diễn tỏ những diệu pháp, năm căn, năm lực,
Thích Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Đấy, quý vị thấy không? Tức là cũng quay lại ở trong Kinh Nikaya hết. Kinh A Di Đà nói nè, các loại chim ở trên cõi cực lạc hót ra những loại diệu pháp, năm ngũ căn ngũ lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần. Những diệu pháp như thế, chúng sanh trong cõi này nghe được pháp ấy rồi, hết thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đấy, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tức là quy y Tam Bảo. Trong Kinh A Di Đà nói rất rõ. Năm căn năm lực, Phần Bát Thánh Đạo Phần, tức là 37 phẩm trợ đạo. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi Phật có thế giới tên là cõi cực lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu A-di-đà hiện nay đương nói Pháp. Xá Lợi Phất chẳng thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Đức Phật nói rất rõ, không thể dùng một chút ít thiện mà được sanh về cõi đó đâu. Phải phát nguyện rộng lớn lắm. Phải tín hạnh nguyện, phát ngoát nguyện thật lớn mới có thể về được. Chứ không phải chỉ cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật rồi về. Không có đâu. Đức Phật nói rất rõ ràng. Không thể dùng một chút ít thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Tức là phải có cái thiện căn lớn, có phước đức lớn, có nhân duyên lớn thì mới sanh về cõi đó được. Đấy. Đức Phật nói rất rõ. Thế thì ở nơi đây, Đức Phật nói ở phương Tây, thì quý vị biết phương Tây rồi. Phương Tây là các pháp diệt. 10 muôn ức cõi, tại sao nói 11? Tại sao nói 9 mà nói 10? 10 ấy chính là 3 cộng với 3 cộng với 4. Tức là nơi thân, nơi khẩu, nơi ý đấy. Nếu buông hết tất cả 10 pháp bất thiện, luôn làm 10 pháp thiện, thì lập tức các pháp đều tịch diệt. Ngay trong thân chúng ta, ngay trong tâm chúng ta là cõi cực lạc. Và ngay trong tâm chúng ta trí tuệ sáng tỏ, không vừa không ngăn ngại nơi thời gian không gian. Nó nhận biết được liền quá khứ bao nhiêu kiếp, sinh ở đâu, chết ở đâu, con nhà ai, nhận biết rất rõ. Đó chính là A-di-đà. Đó chính là A-di-đà. Rồi cũng ở trong Kinh A-di-đà, Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi, thế cõi cực lạc là như thế nào? Đức Phật dạy cõi cực lạc, này Xá Lợi Phất, cõi cực lạc là ở nơi ấy không có sự khổ nơi tâm, không có sự khổ nơi thân. Thân không khổ, tâm không khổ. Đơn giản vậy thôi. Thì gọi là cực lạc. Không thấy nóng lạnh, không thấy buồn rầu, không thấy đói khát, không thấy bị bức chế, không thấy cái gì hết. Cái gì nó cũng tịch lặng hết. Làm sao có cái cõi nào mà có cái đó. Tu tập nơi tâm buông xả hết, nó không còn cái gì hết. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất thần thông đệ tử của Đức Phật, mà cuối cùng khi chết bị người ta ném đá nát thây, Ngài hoan hỷ, không có buồn rầu gì hết. Biết cái nghiệp của mình rồi, phải trả. Nó ném đá nát thây, để cho nó ném. Hoan hỷ, không có sự khổ nơi thân, không có sự khổ nơi tâm. Đó chính là cõi cực lạc. Có nghĩa là sao thưa chư vị? Thưa chư vị, có nghĩa là cõi cực lạc ngay nơi thân, nơi tâm của quý vị đấy thôi. Khi quý vị không thấy nó là khổ nơi thân, nơi tâm, mà làm sao để không có sự khổ nơi thân, nơi tâm? Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải hiểu, chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật rồi cứ niệm mà tham sân si còn y nguyên. Nam Mô có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ, quy mạng. Đây là sư đang nói theo kinh của A Di Đà nha. Tức là đúng theo cái kinh quý vị đang tu á. Người tu pháp môn Tịnh Độ, pháp môn A Di Đà đó, cực cõi cực lạc đó, là sư nói đúng theo cái sách của người ta luôn, kinh của người ta luôn. Nha. Ở trong kinh nói rất rõ, Nam Mô có 6 nghĩa là kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ, ngã, quy mạng. A có nghĩa là vô là không, Di Đà là lượng, Phật là giác ngộ, tức là tuệ giác. Cái tuệ giác nó lớn vô cùng, không thể nào ngăn ngại được. Nó biết quá khứ, hiện tại, vị lai, biết hết. Cho nên
Nam Mô A Di Đà Phật tức là quay trở về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, mà ở nơi ấy không có ngăn ngại bởi quá khứ, hiện tại, vị lai. Đấy. Và muốn thành tựu thì người tu tập phải có tín hạnh nguyện. Tín tức là tin. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Quý vị thấy nó khác không? Không khác. Trong năm cái triển cái ở Kinh Nikaya Pháp Thiền á, chúng ta học có gì? Tín, hoài nghi. Thấy không? Tín là hoài nghi chứ có gì đâu. Bỏ cái hoài nghi đi thì là tín. Đấy. Phải không quý vị? Hoài nghi giới cấm thủ. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Thế thì cái hoài nghi phải triệt hạ nó. Cho nên phải có cái tín. Tin vào Tam Bảo. Và trong Kinh Tăng Chi, Tăng Chi Bộ, sáu pháp mà người cư sĩ tu có thể chứng được A-la-hán: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới là tin thanh tịnh, không có lay chuyển được, có niềm tịnh tín bất động nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, nơi giới. Đấy. Sáu pháp mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ thành tựu. Thì đây có khác gì đâu. Tín, tín là giải quyết cái hoài nghi. Hạnh, hạnh là gì? Là giới. Không còn nghi nữa mà phải giữ giới. Giữ giới. Nguyện tức là quyết tâm đi trên con đường đó, tức là nỗ lực. Mà ở trong 37 phẩm trợ đạo gọi là cái gì? Tứ chánh cần. Phải không? Tứ chánh cần. Thế thì quay trở lại, Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy 16 pháp quán để được vãng sanh về cõi cực lạc. Vãng sanh tức là sanh về chứ không phải chết về đâu. Sanh về tức là bỏ cái thân này đi, cái thân mà nhơ uế, cái thân là cái thùng phân biết đi này đi, mà được sanh về cõi cực lạc. Thì gồm có như thế này: Nhật tưởng quán, thủy thủy tưởng quán, địa tưởng quán, bảo thụ quán, bảo trì quán, bảo lâu quán, hoa tọa quán, tượng quán, chân thân quán, quán âm quán, thế chí quán, phổ quán, tạp tưởng quán, thượng bối quán, trung bối quán, hạ bối quán. 16 pháp quán. Thế thì bây giờ sư lấy một cái thôi, không? Địa tưởng quán. Số 3 này, địa tưởng quán. Thưa chư vị, địa tưởng quán là gì? Địa tưởng quán là gì? Tức là quán về đất. Mà 40 pháp quán ở trong Kinh Nikaya Đức Phật dạy cũng y như vậy, quán đất. Quán đất. Đó. Và tu tập như đất. Tức là khi người ta đạp lên đầu mình cũng không hờn giận. Đó. Mà đất dung chứa tất cả, nuôi tất cả các loại cây. Mà dưới lòng đất lúc nào cũng có nước, có mát mẻ và có báu vật. Đó. Tu như đất á, tức là tâm không còn hờn giận nữa, không còn sân si nữa, mà luôn luôn tha thứ dung chứa. Đấy. Tu như đất. Địa tưởng quán là như vậy đó. Và trong 40 pháp quán, Đức Phật cũng có dạy lấy đất nặn ra cái hình rồi cứ nhìn nó hoài. Đó, quán. Thì cái này cũng y như vậy thôi. Địa tưởng quán là như vậy. 16 pháp quán đều có ở trong thiền. Đấy. Cho nên tịnh độ thực sự ra là do Ngài Thiền Sư Huệ Viễn. Ngài thấy chúng sanh đó tham đắm, nói không được, kêu nó ngồi thiền nó không có ngồi. Thế thì bây giờ câu hỏi ở đây là Nam Mô A Di Đà Phật tức là nương nhờ vào tha lực hay là tự lực mình làm đây? Tự lực mình về cõi cực lạc hay là nhờ Đức Phật A Di Đà lại nắm đầu mình, lôi mình vào cõi cực lạc? Di Đà đây tức là trí tuệ. A Di Đà là trí tuệ không ngăn ngại. Cho nên đây chính là cái tự tánh của mình. Nếu mình buông xả tham sân si đi thì trí tuệ phát sinh. Và các đề mục quán chiếu 16 pháp ấy thì cũng chẳng khác gì 40 cái pháp quán chiếu, đề mục quán chiếu thôi. Còn 10 muôn vạn quốc độ, nói tại sao mà có nói 10 muôn vạn quốc độ? Nó xa lắm. Tại vì con người ta không bỏ được các bất thiện pháp.
nơi khẩu, nơi thân, nơi ý. Bỏ không được, mỗi ngày đều phạm. Đó. Mỗi ngày đều phạm. Mà hễ phạm thì làm sao mà thấy được cõi cực lạc. Tây Phương Tịnh Độ là gì? Ý nghĩa của nó là gì? Tịnh Độ là quốc độ thanh tịnh, tức là nơi, nơi ấy thanh tịnh. Tây Phương là các pháp đều tịch diệt. Có nghĩa là ở nơi ấy không một pháp sanh, có nghĩa là Niết Bàn. À, Niết Bàn là không có cái pháp nào sanh hết, tâm hoàn toàn trống vắng. Và cõi cực lạc là ở nơi ấy không có sự khổ nơi thân, không có sự khổ nơi thân và sự khổ nơi tâm. Tâm và thân không có khổ vì nó không có vướng vào năm uẩn. Thế thì ở đây nói tha lực cũng đúng mà nói tự lực cũng đúng. Tại tha lực không phải là chờ Đức Phật A-di-đà lại nắm đầu mình mà lôi mình vào trong cái cõi cực lạc, mà tiếp dẫn, tức là chỉ đường, chỉ đường cho mình để mình nối tiếp cái con đường mình đi. Chỉ con đường mình đi cái gì? Đi tới hơi thở cuối cùng là cõi dục lạc. Mà hết hơi thở cuối cùng rồi đi đâu? Làm chó làm mèo nếu đi lạc. Thì Đức Phật A-di-đà, tức là cái tự tánh, tức là cái trí tuệ của mình á, khi mình tu tập nó có trí tuệ thì nó sẽ chỉ đường cho mình. Nó này 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 này, chớ chui vào con chó con mèo, chớ chui vào cái chỗ đó khổ, nó đi ngã khác. Đấy. Cái trí tuệ của mình khi sống mình tu tập nó sẽ phát triển, nó sẽ hướng dẫn mình đi, gọi là tiếp dẫn. Phải hiểu như vậy. Cho nên tha lực là dùng đề mục, nhưng mà thực sự ra là tự lực, tự mình đi. Và cõi cực lạc ngay trong tâm, nó là Niết Bàn. Thế thì ở trong kinh, nhất là nhiều các luận giả, các vị đại sư bên Tịnh Độ đều có nói tới gọi là niệm Phật tâm muội, tức là nhất tâm bất loạn. Nó nhất tâm bất loạn để vãng sanh cực lạc. Thế làm sao có nhất tâm bất loạn? Tức là phải có đề mục. Giống như quý vị đã thở vào, nhận biết hơi thở vào, thở ra, nhận biết hơi thở ra, để cho tâm nó bất loạn. Nhưng mà sư hỏi thật quý vị chứ, ngồi được bao lâu rồi cái tâm nó có loạn không? Lăng xăng đủ mọi thứ, tại hàng ngày mắt tai mũi lưỡi đều va chạm. Cho nên phải bớt xúc đi, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, bớt đi, bớt nhìn, bớt nghe, bớt ngửi, bớt nếm, bớt nói, thì cái tâm nó mới bất loạn. Chứ còn hễ còn nhìn, còn nghe, còn ngửi, còn nắm, còn nói, còn ăn, còn uống là cái tâm nó bị dính mắc. Ngồi thì là nó loạn lung tung hết rồi. Thân khẩu ý luôn luôn phải có thanh tịnh giữ giới và phải phát nguyện lớn, còn xả hết, kể cả thân mạng, nhà cửa, tiền bạc, để con vãng sanh cực lạc. Có dám xả không? Ngài Xá Lợi Phất, người ta xin con mắt phải, ông cho mắt phải, rồi nó xin mắt trái, ông cho mắt trái, mà nó còn mắng con mắt của nhà tu thúi thế, mà ngài cũng không giận. Thấy? Phải có cái nguyện lớn như vậy, xả hết, buông xả hết thì mới có giải thoát được, mới về cõi cực lạc được. Có nghĩa là sao? Thân và tâm đều viên thông như một, thanh tịnh. Đấy. Chín phẩm hoa sen là gì? Thường thường đều có nghe chín phẩm hoa sen là cha mẹ tụng cái bài đó hoài. Sư đã hướng dẫn quý vị đó, chín phẩm hoa sen nó gồm có giới định tuệ và thân khẩu ý. Nếu tuệ và ý luôn luôn trong suốt thì đó thượng phẩm thượng sanh, chín phẩm hoa sen gọi là chứng A-la-hán, không còn phiền não nữa. Bốn đạo, bốn quả, một Niết Bàn thì đó là chín phẩm, có gì lạ đâu. Phiên dịch khác nghĩa, tức là cái bao bì khác, chứ còn cái ruột giống y vậy thôi. Nãy giờ nói nha, kinh sách quý vị mệt quá không? Sư kể quý vị nghe câu chuyện hoan hỷ nha. Câu chuyện là con chó và ngày vô trước. Ngày vô trước
nổi tiếng đó, trước tác không biết bao nhiêu kinh sách. Ngài phát cái nguyện là con rất muốn gặp Đức Phật A-di-đà. Ngài đi lên núi. Ngài nói con sẽ không rời cái núi nếu con không thấy được Đức Phật A-di-đà. Xin Ngài cho con được thấy. Ông ở 3 năm không thấy. Tối ngày uống nước suối rồi ăn quả củ đủ các thứ, rau các thứ. Mà ở trong đó, trong hang núi mà 3 năm trời chán quá, cũng gặp Đức Phật A-di-đà. Ông mới nói thôi ngài, con với ngài không có duyên, thôi con đi xuống núi. Đi xuống núi, đi giữa chừng, ông thấy lề đường có một con chó, một cái đùi nó bị giòi đục lở loét ra. Giòi nó đục mà nó thở hổn hển, thấy tội nghiệp lắm. Thì nhà tu mà khởi tâm từ, ông mới đi kiếm mấy cái lá tre, tính khều 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 mấy con giòi ra để cho cứu cái con chó cho nó khỏi bệnh. Nhưng mà khi ông cầm cái lá tre lên thì ông lại chợt nghĩ, ta cứu con chó nhưng mà cái lá tre này thì ta giết con giòi, vì lá tre nó cứng, con giòi sẽ chết. Và như vậy ta không có tâm bình đẳng. Tu pháp môn tịnh độ là phải bình đẳng tâm. Tâm bình đẳng, không có dơ, không có sạch. Không có dơ, không có sạch. Không có thương, không có ghét. Tâm phải bình đẳng. Nó phải như vậy mới tu được. Thế thì Ngài nghĩ như vậy, Ngài vứt cái lá tre. Ngài nói khó quá. Cái Ngài nghĩ cách làm sao mà đẩy cái con giòi ra mà cứu được con chó. Thì Ngài mới nói thôi giờ chỉ còn có một cách là ta dùng cái lưỡi của ta. Cái lưỡi nó mềm. Ta dùng cái lưỡi ta đẩy con giòi ra thì ta cứu được con chó. Quý vị thấy cái tâm từ nó tới mức vậy đó. Không quan trọng là dơ sạch mà cũng không tiếc cái thân nữa. Le lưỡi ra để đẩy con giòi. Nhưng mà khi Ngài muốn đẩy con giòi ra thì Ngài cũng ớn quá. Giòm thấy là ớn cho nên nhắm mắt lại. Để rồi lè cái lưỡi ra muốn đẩy con giòi. Nhưng mà khi mà nhắm mắt lại rồi vừa mới cúi xuống thì nó hụt hẫng, không thấy con chó, không dính vào con chó. Tại nhắm mắt không thấy, hết hồn cái mở mắt ra thì không thấy con chó nữa. Mà thấy Đức Phật A Di Đà đứng trước mặt. Đức Phật A Di Đà mới cười. Thôi, ráng tu đi. Đấy. Và bảo ngài vô trước. Ông mang cái con chó này xuống dưới chợ xem. Ngài nghe lời. Khi đã thấy được Phật rồi, tin lắm, không còn lay chuyển được nữa. Ngài cõng con chó ở trên vai đem xuống chợ, đi từ đầu chợ tới cuối chợ chẳng ai thấy gì hết. Ngài hỏi có thấy con chó không? Không ai thấy. Cuối cùng đi tới cuối chợ, có cái bà già thiệt là nghèo. Bà bán ba cái rau muống, rau úng gì đó. Bà nói, cái ông này, ông làm cái gì mà ông vác cái con chó nó sắp chết đó mà ông vác nó đi. À, ông mới ngộ ra, khi nơi cái bà già nghèo á, tức là bà không còn có gì để mà chấp thủ nữa, tâm bạch thanh tịnh, bà mới thấy được con chó, tức là mới thấy được pháp. Tức là mình đừng có dính mắc. Bà già bà nghèo quá rồi, bà sắp chết rồi, già quá rồi, mà lại quá nghèo nữa, không có cái gì để mà thủ đắc, thì chính ngay chỗ đấy mới thấy được con chó, tức là thấy được Đức Phật A-di-đà. Thường thường người ta hồi hướng sao thưa chư vị? Nguyện sinh cực lạc cảnh phương Tây, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sinh, Bồ Tát bất thối là bạn hữu. Tức là phải phát cái nguyện lớn. Nguyện là con xả hết thân mạng, xả hết của cải, để con về cõi cực lạc, tức là Niết Bàn đấy. Cảnh phương Tây là nơi ấy mô không một pháp sanh. Đừng có nghĩ ngợi cái gì hết á. Đừng nghĩ tới cha, tới mẹ, tới con, tới vợ, tới chồng, tới tiền, tới của cái. Không còn một pháp nào ở trong đầu ấy đó. Hoàn toàn thanh tịnh, tịch diệt hết. Và chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Rồi hoa nở, chín phẩm là sư giảng rồi. Hoa nở
thấy Phật, chứng vô sanh. Thấy Phật đây tức là Phật tánh đó, chứ không phải Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà. Phật tánh của mình đó, tức là trí tuệ của mình đó. Trí tuệ của mình nó khai mở ra thì vô sanh, tức là chứng vào dòng thánh đó. Nó không phải tái sanh khổ nữa. Mà muốn như vậy thì phải Bồ Tát Bất Thoái Là Bạn Hữu, tức là trí tuệ không có thối lui, đi tới đi tới đi tới thì nó mới thành tựu. Bởi vậy trong bài tâm kinh á, câu cuối cùng là gate gate paragate parasamgate buddhiswaha, hãy đi đi, hãy đi đi, hỡi trí huệ, xin chúc lành. Chúc cho quý vị tinh tấn, phát nguyện lớn, tin và chánh pháp, không có thối thất. Đấy. Và phải lập ba công đức. Mà buông bỏ 10 pháp bất thiện nơi thân, nơi khẩu, nơi ý thì mới có thể vãng sanh, sanh về Cực Lạc ngay trong lúc còn sống, chứ không phải đợi chết.